Mới đây, sau khi chính thức tuyên bố rút khỏi Rap Việt mùa 2 trong sự hụt hẫng của người hâm mộ, Son 7 đã có bài chia sẻ đầu tiên trên trang Facebook về sự việc gây xôn xao này. Câu hỏi đặt ra lúc này đó là, liệu nguyên do rút khỏi chương trình mà Son 7 đưa ra có hợp lý hay không? Chắc anh em không thấy mình ở vòng nón vàng cũng khá bất ngờ. Mình không xuất hiện cũng vì ngày đầu mình thi xong đến tối thì đau họng mất giọng luôn. Bên cạnh đó gia đình có việc đột xuất và gia đình là trên hết nên mình đã xin chương trình cho mình không ghi hình ngày hôm sau ở vòng nón vàng. Mong mọi người không thất vọng, không tham dự được mình cảm thấy rất tiếc. Mình cũng không biết mình có được nón vàng hay không, nhưng việc mình tham gia vào chương trình này cũng vì muốn mang âm nhạc của mình đến nhiều người hơn và trên phương diện nào đó. Mình đã làm được việc này nên mình thấy rất vui và không có gì hối tiếc. Trong quá trình tham gia từ đầu đến giờ, mình đã nhận được sự hỗ trợ to lớn từ các anh chị ekip Rap Việt đã luôn tạo điều kiện và cơ hội cho mình tỏa sáng. Một lần nữa, em xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh Bin cũng đã chỉ bảo mình rất nhiều và mình học được từ cách sống của anh không riêng gì âm nhạc. Mong ước từ 10 năm trước của mình và là mình tiếc nuối nhất có lẽ đó là chưa được làm với anh Bin một bài nhạc. Hy vọng sắp tới hai anh em có dịp làm chung một bài nhạc nhen anh ơi. Và mình cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi được làm một người em của anh Bin. Mọi người đừng buồn hay suy nghĩ gì, chúng ta vẫn sẽ lại gặp nhau và mình sẽ lại leo lên lưng ngựa để tiếp tục lái đi trên con đường dài của Rap Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Son Fly Team. Trong tập 14 Rap Việt mùa 2 đưa khán giả đến với trận bán kết cuối cùng của chương trình. Trước khi công bố thí sinh cuối cùng sẽ nhận được nón vàng, MC Trấn Thành bất ngờ đưa ra thông báo Son 7 sẽ không thể tiếp tục tham gia chương trình vì vấn đề sức khỏe. Trấn Thành xin được đại diện ban tổ chức thông báo một tin mà tôi tin rằng rất nhiều fan của nhân vật được thông báo ngay sau đây nối tiếc. Đó là Son 7 sẽ không thể tiếp tục tham gia chương trình vì tình hình sức khỏe của bạn. Rất tiếc khi phải chia tay Son 7, một nhân vật tài năng của Rap Việt, MC Trấn Thành chia sẻ. Việc Son 7 rút khỏi chương trình khiến netizen không khỏi xôn xao khi suốt thời gian vừa qua nhiều tin đồn về việc thầy 7 bỏ thi Rap Việt đã được lan truyền khắp các cộng đồng về rap. Đến khi Son 7 chính thức dừng chân tại chương trình, điều này khiến những nghi ngờ trước đó của rap fan càng thêm có cơ sở. Phần thi do Son 7 thể hiện trong vòng bứt phá ít nhiều cũng đã gây thất vọng cho người xem. Với chủ đề 24 giờ, rapper muốn thể hiện hình ảnh mới mẻ và hóa thân thành huấn luyện viên Bin. Son 7 mặc trang phục cao bồi với áo lông hồng ra sân khấu. Tuy nhiên, khán giả nhận xét Son 7 mất đi màu sắc riêng và bị biến thành bản sao của Bin. Vì lẽ đó mà BY đội giam chiến thắng cũng là điều dễ hiểu. Nhiều rap fan khi đó vẫn hy vọng rằng, dù Son 7 bị loại ở bảng đấu nhưng cơ hội vào vòng trong nhờ chiếc nón vàng của các huấn luyện viên là điều dễ dàng. Tuy nhiên, nam rapper đã xin rút lui ngay khi chương trình chưa công bố chủ nhân chiếc nón vàng của vòng bứt phá. Và cuối cùng, chiếc nón vàng này được JT trao cho Hoàng Anh. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay và hấp dẫn hãy để lại bình luận động viên, bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất của kênh. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe cũng như luôn thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh nhé.